Thưa quý vị, liên quan tới việc hiển thị bản đồ ứng dụng của Grab sai lệch thông tin về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, chiều ngày 11 tháng 4, Grab Việt Nam tiếp tục cho biết là doanh nghiệp vẫn đang tích cực và chủ động làm việc với đối tác cung cấp bản đồ để xử lý. Hiện tại, phần lớn các cập nhật đã thực hiện và đã được hiển thị trên bản đồ của ứng dụng Grab. Trong một số trường hợp nhất định, khách hàng có thể tắt và mở lại ứng dụng Grab để thấy các thay đổi đã được cập nhật trên bản đồ. Công tác xử lý đã và đang được triển khai với mức độ ưu tiên cao nhất và các điều chỉnh cuối cùng dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 12 tháng 4, tức là ngày mai. Tức là ngày hôm nay đúng không ạ? Phía Grab Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi sau sự cố và cho biết là tích cực phối hợp với bên thứ ba cung cấp dịch vụ để có thể khắc phục sự cố này.